Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Vũ Dư Ô Tô. Và em hôm nay em lại mang đến cho các bác một chiếc xe mà phải nói là biển rất là đẹp luôn. Biển Quảng Ninh 26288. Nhiều bác nhìn cái bảo ui biển này thì đẹp cái gì thì các bác cứ đọc đi. Vâng, đầu gối hai củ lạc, xe thì lộc phát mãi mãi. Và em này là một chiếc xe rất là đẹp, bản full kịch của dòng Toyota Fortuner. Đây là một chiếc Toyota Fortuner bản TRD 2015, hai cầu số tự động bản full. Vâng, đi dòng này thì cực kỳ sung sướng luôn. Dòng này thì đảm bảo mọi người bao chất bao phê nhá. Anh em nào mê thì anh em cứ nhìn xe thì biết ngay. Độ chất của xe đẳng cấp với cái dòng SUV, gầm cao này, máy khỏe này, xe cứng với động cơ máy 2.7, mức tiêu thụ khoảng tầm tính luôn cho các bác là 2.500 đồng trên 1 km. Nói chung là với cái mức tiêu thụ đấy thì nó cũng chỉ bằng 1/6 chiếc xe taxi bây giờ đi 15.000 một cây thôi. Các bác đã sở hữu được một chiếc xe chở đến tận 7 người, rộng rãi, thoáng đãng, gầm cao, chạy sướng, lốp dày cả dàn, sơn xi sạch sẽ và xe thì cam kết là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước. Con này thì được cái là giá nó rẻ, mua mới hơn 1 tỷ, tỷ gần tỷ tư luôn. Thế nhưng mà bây giờ thì chiếc xe này em đang bán với mức giá nó chỉ hơn 500 thôi. Và em này thì rất thích hợp với bác nào đang ở Quảng Ninh, muốn mua một chiếc xe về để mà tranh thủ định danh điện tử. Con này thì các bác về là không cần phải bấm biển làm cái gì đó rồi, cứ để nguyên biển này mà chơi thôi các bác ạ. Vừa đẹp vừa sang, biển 14A26288 thì nói chung là đi ai cũng nhìn cũng biết là à con này của ông ấy rồi. Vâng, xe chất bao cứng nhá, cam kết là máy số zin và không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Dòng này thì đi rất là sướng luôn, gầm cao chạy sướng, đấy, đầm chắc, êm. Và nói chung là mức tiêu thụ nhiên liệu thì hơi cao một tí so với các cái dòng Morning E10 thôi. Chứ còn so với các dòng bình thường thì nói thật các bác là nó chênh không đáng kể. Nhưng mà được cái các bác đã có một chiếc xe mà đi nó sướng là được rồi. Vâng, và em này thì bên nhà em đang bán được mức giá nó chỉ hơn 500 triệu thôi nhá. Các bác nào mà yêu thích thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Lái thử và trải nghiệm và bao cam kết chuẩn chỉ các bác là xe không có lỗi lầm, không đâm đụng ngập nước. Đấy, máy ngon, xe cứng và toàn bộ dàn lốp của xe vẫn còn ok. Điều hòa auto nhé các bác nhá. Có màn hình, có cam lùi đầy đủ, xe sạch sẽ. Đấy, đèn bi sáng bóng luôn. Và cam kết là đấy, các bác nhìn thì biết ngay. À, đây là một chiếc xe dòng Sportivo, dòng thể thao với la răng khác hoàn toàn những dòng thường. Mặt catalan của chiếc xe thì nẹp chrome sáng bóng luôn. Và cái form này thì cũng là form của 2015-16. Đấy, cái form của dòng này thì đây các bác nhìn này. Các cái mặt catalan của nó mạ chrome sáng bóng luôn, không bị ra ten như những cái dòng khác. Và bên đèn thì các bác nhìn là bầu đèn trong vắt luôn, sáng trong, không hề bị ố vàng. Cái này là đặc điểm của chiếc xe mà đi đêm ít. Em này thì chạy được 15.700 rồi các bác nhá. Đấy, đèn trong vắt luôn này. Xe chạy được 15.700 và bao không có lỗi lầm. Đấy, cản dưới xe này, đồng sơn xe sạch sẽ, ngon lành cành đào, êm và chạy rất sướng luôn. Đấy, cản dưới đây các bác nhìn ra, toàn bộ sơn cản dưới này. Đấy, đều. Đấy, không hề có gãy vỡ một cái nan nào. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng nhá. Bên em đã test hãng đầy đủ hết rồi. Về là các bác chỉ việc đi thôi. Và nói chung là những chiếc xe như thế này, đây tôn nó mỏng ngay rồi. Những chiếc xe này thì bên em đã kiểm tra và cũng đã test đến 3 lần thợ rồi. Nên là về là chất thì các bác yên tâm. Đấy. Và phần lốp thì toàn bộ dàn lốp đang sử dụng là đun lốp 2021 các bác nhá. Con này là sử dụng một dàn lốp mới tinh 2021 đây này các bác ạ. Đấy, và lốp là lốp 26565 la răng 17. La răng của bản Sportivo nhá, độc đáo khác bình thường luôn. Đấy, bản Sportivo. Phanh đĩa hai bánh trước và đằng sau là phanh tăng trống. Con em này thì được cái cua lốp của nó thì đây các bác nhìn này, toàn bộ dàn cua lốp này. Đấy, sạch sẽ không bụi bẩn một tí nào nhá, không có mục mọt luôn. Đấy, cua lốp là không có mục mọt này. Đấy, các bác đi là yên tâm và dàn lốp thì vẫn còn rất là đẹp, 2021 đến giờ là 2 năm. Nhưng mà dàn lốp ta lông nó còn nguyên này. Đấy, ta lông này. Đấy, còn nguyên. Đấy. Bậc để chân của xe thì là bậc để chân nhựa thôi. Nói chung là cái này thì ok, không vấn đề gì. Tem Sportivo TRD. Nhiều bác bảo hỏi là Sportivo là gì? Thì Sportivo chính là bản thể thao ấy, cao cấp của dòng Toyota Fortuner. Cái dòng này thì nó áp dụng cho cả Vios nhá. Và cả Vios này, Camry và Fortuner. Nhưng mà với Fortuner thì cái bản này nó là full kịch rồi. Đi cực sướng. Đấy, ghế chỉnh điện này. Đấy, số tự động này các bác à. Đấy, số tự động zích zắc này. Đấy, hai cầu điện với cài cầu là cầu cơ nhá. Và vô lăng củ số của xe thì cũng đã theo 5 tháng với cái 15.700. Nhưng mà được cái là con này thì chắc. Đấy, túi khí an toàn còn nguyên. Còi to, logo rõ ràng. Cái này thì hơi mòn một chút thì cái này không vấn đề gì.
Được cái là vân ốp gỗ của xe này vẫn còn sáng bóng nhá, chạy 15 vạn này. Đấy, các bác nhìn nhá. Và mặt táp lô xe thì đẹp luôn. Đấy, toàn bộ mặt táp lô này. Đấy. Em này thì có cả túi khí cho người lái và người phụ bên cạnh luôn. Đấy, đầy đủ nhá. Kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhanh chóng và đầy đủ. Đấy. Tất cả kính điện là hoạt động hoàn toàn bình thường. Nói chung là những cái chức năng cơ bản này thì bắt buộc là xe là phải ok rồi. Không không thể bảo là xe cũ mà những cái này là không chạy được là vô lý. Đấy. Thế còn phần trần thì em này đã được độ lên trần da, có 3 vùng cửa gió điều hòa. Đấy, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, trần da có đèn trên tất cả các cái vị trí mà các bác sử dụng nhá. Đấy. Thế còn sàn của xe là sàn da như thế này, ngon lành cành đào. Em này thì đảm bảo cam kết cho các bác là không ngập nước nhá, không ngập nước luôn. Đấy, gương cụp này có luôn này. Đấy, gương cặp này. Gập điện tự động luôn. Đấy, đây này. Gập điện nhá. Và có điều chỉnh điện đầy đủ, có chế độ khóa cầu đằng sau. Đấy. Nói chung là không thiếu một cái gì các bác ạ. Chỉ keo là bao zin cho các bác luôn nhá. Đấy. Toàn bộ cánh chỉ keo này, em bao zin cho các bác luôn. Và nói chung là được cái là dòng này chạy rất là phê. Đấy. Gầm cao, máy khỏe, chạy sướng luôn. Đấy, ốc này. Ốc bản lề này. Đấy, ốc bản lề đây. Đấy, dàn lốp mới, xe còn ngon, cứng luôn. Và những cái dòng như thế này thì như sàn Hyundai thì có Santa Fe. Và Kia thì có Sorento. Thế nhưng mà đi dòng của Nhật thì nói các bác là bao giờ nó cũng sướng hơn. Đấy, đi những dòng xe của Nhật như Fortuner này thì hầu như là mọi người đều cảm nhận được cái sự sung sướng. Vì nó gầm cao, rộng rãi, tiện nghi. Và cái dòng này thì rất là lành. Đấy, dòng này cực kỳ lành luôn nhá. Lốp dép của nó vẫn còn dày như thế này. Đấy, ta lông còn toàn bộ dàn lốp là vẫn còn mới. Và cua lốp là không có mục mọt tí nào. Đấy, thì theo năm tháng thời gian 25 thì đến bây giờ là 8 năm các bác ạ. 8 năm đã bớt được gần 500 triệu, à hơn 500 triệu chiếc xe này. Con này cũng là thuộc dạng giữ giá, bây giờ là nó thật sự là nó hết khấu hao rồi. Các bác mua những cái chiếc xe như thế này về thì các bác không phải lo khấu hao nhá. Vâng, trước thì khấu hao những cái năm đầu thì nó rất là cao. Đấy, nó có thể lên đến 5 60 triệu một năm. Thế nhưng mà bây giờ thì thời điểm này các bác chỉ cần khấu hao tầm khoảng 30 mê hạ 40 20 thôi là khấu hao cái dòng này thôi. Vì cái dòng này là thực sự là bây giờ nó không hề giữ ra mất giá một tí nào luôn. Đấy, giá cả các thứ, cái tì chống này là hơi kém này. Cái tì chống này là để lâu nó rít. Vâng. Xe này thì bác chủ bác ấy cũng là một chủ của cái mỏ than tại Quảng Ninh. Bác ấy đi chiếc xe này cũng tương đối là nhiều năm. Đấy, thế nhưng mà thực sự là bác ấy có mấy cái xe cơ. Thế thành ra con này thì bác ấy để. Vâng, thế này các bác bảo làm sao mà biển số nó đẹp như vậy đó. Đấy, hàng ghế sau thì đang hạ xuống nhá. Có thể lật lên. Đấy, có thể lật lên này bằng một tay luôn. Đấy, lật lên nhá. Đồ nghề các thứ của xe thì ở trong này là còn nguyên. Đấy. Và cái khoảng không gian ở phía đằng sau này cũng tương đối là rộng các bác nhá. Không bị chật bí một tí nào. Và cái dòng này thì nếu các bác mà muốn chở những cái đồ dài, đồ ấy có thể là chở đến 2 mét rưỡi vẫn được. Đấy, không phải lo vì là kéo theo chiều dài này, hạ hàng ghế thứ nhất với hàng ghế thứ hai xuống là ok. Đấy, thiết kế của cái dòng Toyota Fortuner là một cái thiết kế được đánh giá rất là cao về cái tính đa dụng. Đấy. Và đây là một cái dòng xe rộng rãi, đường trường các bác đi cũng rất là ok, yên tâm. Mà thực sự nói các bác là giá nó rẻ. Vâng, giá rẻ luôn đấy ạ. Hơn 500 triệu mà đời 25. Như dòng như cái dòng tự dưng em lại quên, Hyundai Santa Fe đời 2011-12 thì giá của chiếc xe đấy cũng bằng ngang giá của con Fortuner rồi. Thế thì tội gì mình không đầu tư đấy con Fortuner này. Đấy, khấu hao rất là nhanh mà đi nó sướng, nó đầm. Đấy, lại cao gầm thoáng máy, cao hơn hẳn dòng Santa Fe luôn. Mà rộng hơn. Đấy, đi cực sướng các bác nhá. Toàn bộ tôn cánh của xe thì đã được chống ồn. Đấy, chống ồn bằng phim 3M. Thế nên là các bác đi cũng không phải lo lắng cái chuyện là nó bị ồn. Cách âm chống ồn của dòng này rất tốt. Đi rất là đầm xe. Đấy, nội thất da của xe vẫn còn rất là mới, cứng luôn. Đấy. Và chiếc xe này thì đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2024 cơ. Đây là đăng kiểm còn cực kỳ dài luôn. Đấy. Xe bao nét, bao cứng các bác nhá. Và toàn bộ dàn lốp là mới tinh 2021. Đấy. Vâng. Và được cái là con này thì máy nó rất là êm. Đấy, bây giờ em sẽ quay gầm mới đã. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm xe đây. Đấy, các bác nhìn gầm xe này. Căng nét luôn. Đấy, không hề lỗi lầm.
Được cái là xe là không có han mục nhá, không có mục mọt, không có đấy các bác nhìn ạ. Vâng, máy nổ này em thin thít luôn. Đấy, đây em này thì đang sắp hết xăng thôi, vừa về xong chưa kịp đổ xăng, tí nữa sau video này thì em sẽ đi đổ xăng cho các bác nhá. Dòng này được cái là chạy rất sướng. Đấy, bao phê bao chất cho anh em. Và khoang máy thì em này đang sử dụng là động cơ VTVI, máy 2TRAT, máy 2.7. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 10 đến 11 lít trên 100 cây. Đấy, dòng động cơ rất là khỏe, ăn xăng vừa phải, tiết kiệm. Và nói chung là so với các cái hãng xe khác thì cái dòng này nó là có cái quả máy rất chảy cối luôn, rất là lành và không phải lo đến chuyện lỗi lầm bao giờ. Đấy, ABS đầy đủ đây. À, bên này này, các cái đầu răng này của nó còn nguyên. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, đầu răng còn nguyên. Đấy, tai đèn nó còn nguyên bản này, chưa có động chạm gì cả. Xe là bao chất cứng luôn các bác nhá. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng xem xe và trải nghiệm luôn. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Nhật Bản, lành bền, ăn xăng khỏe và tiết kiệm. Đây là một chiếc xe gầm cao máy chắc và cái dòng này thì lái cực sướng rồi các bác nhá. Mình đi dòng gầm cao đã sướng rồi, 7 chỗ rộng rãi rồi, lại điều hòa mát lạnh nữa. Tất cả các cái chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn ok và không hề có lỗi lầm. Đấy. Đi ổn định đường trường các thứ là không bao giờ phải lo lắng, và đặc biệt là cái dòng này thì khó hỏng vặt luôn. Đấy, rất ít hỏng. Đấy. Và cái dòng này khấu hao nó thoải mái luôn nhá. Bây giờ các bác mua cái thời điểm này 545 triệu đồng là một cái mức giá quá yêu luôn đấy ạ. Và các bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì mời các bác qua cửa hàng em xem xe trực tiếp tại bên Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại Em Vũ Duy Ô Tô. Và Em Vũ Duy Ô Tô thì có địa chỉ tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy, có phát sóng qua rất nhiều khung giờ. 7 giờ 30 tối, 8 giờ. À, 7 giờ 30 sáng, 8 giờ và 11 giờ, 14 giờ. Vâng, rất vui khi được các bác quan tâm đến những video của Em Vũ Duy Ô Tô. Và trân trọng cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ yêu thương tại Em Vũ Duy Ô Tô. Con này thì thực sự là bán cho bác Quảng Ninh là hợp lý nhất, vì cái biển này nói rất là đẹp luôn các bác ạ. Những ai phong thủy đọc biển đã biết ngay. Vâng, cảm ơn các bác. Xin chào, tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.